Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng Nai tạm giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi rồi uy hiếp con nợ. Giải tỏa hành lang giao thông tại các chợ vùng nông thôn, đảm bảo trật tự giao thông. Nhiều hoạt động kỷ niệm tri ân thầy cô nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2023. Thưa quý vị, hôm qua Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Đức Thắng 33 tuổi, Nguyễn Thanh Hồng, biệt danh là Hồng Đen 38 tuổi, Phạm Mạnh Tuấn 29 tuổi và Tạ Văn Thiệp 26 tuổi cùng ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ có nghi vấn liên quan đến tín dụng đen tại một quán bán nước giải khát trên địa bàn phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, liền tiến hành kiểm tra và khống chế bắt quả tang. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 4 đối tượng trên và thu giữ một số vật chứng có liên quan. Khám xét nhanh nơi ở của các đối tượng, trong đó có tiệm cầm đồ Thắng 15 tại khu phố 4C, phường Trảng Dài. Cơ quan chức năng phát hiện thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Bước đầu, công an xác định những đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng Trịnh Xuân Hưng, Lê Văn Hùng và Lê Hoàng Nghĩa. Cả 3 đều trú tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 6 đối tượng khác bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc đã phát hiện và bắt quả tang Hưng, Hùng và Nghĩa cùng 6 đối tượng khác đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà của Hùng ở ấp 8, xã Xuân Bắc, đồng thời thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bên trong có chứa tinh thể màu nâu vàng và một quẹt ga. Qua test nhanh, cả 9 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trên đường Phan Bội Châu, đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào giải phân cách giữa đường, tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều qua, Đào Trọng Thắng, 17 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe máy biển số 93B2-76635 lưu thông trên đường Phan Bội Châu hướng từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Đồng Xoài. Khi đến phường Tân Bình, nam thanh niên điều khiển xe máy tự tông vào giải phân cách cứng giữa đường. Cú tông mạnh khiến Thắng tử vong ngay trên giải phân cách, chiếc xe máy bị văng lên phía trước nhiều mét, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tại Đồng Nai, thời gian qua, việc buôn bán lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ đã xảy ra tại một số khu vực nông thôn. Và trước tình trạng trên, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con, tiểu thương, người dân chấp hành các quy định của nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau đây là ghi nhận tại huyện Cẩm Mỹ. Chợ Suối Nhác, xã Xuân Đông, nằm trên trục ngã tư giao nhau đường tỉnh lộ 764, 765, giáp ranh các xã Xuân Tây và Sông Rây, nên tập trung đông dân cư. Đây là chợ có mật độ mua bán, trao đổi hàng hóa phức tạp so với các chợ truyền thống khác trên địa bàn. Tình trạng người dân, các hộ tiểu thương thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây khó khăn cho việc lưu thông qua đây vào các giờ cao điểm, nên nhiều người dân rất bức xúc. Tôi là người dân ở đây, trước đây tôi thấy khu vực này rất là mất an toàn do người ta buôn bán, người ta lấn chiếm ra ngoài đường, đi lại cũng rất là khó khăn, nhất là buổi sáng khi đưa con đi học á. Nhưng mà từ hồi mà thấy lực lượng chức năng của xã dọn dẹp cái chỗ đường này á, thì bây giờ đường rất là thông thoáng. Ban từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho các lực lượng chức năng phối kết hợp để giải tỏa, nhất là ở chợ Suối Nhác, sự lấn chiếm lòng lề đường rất phức tạp. Chúng tôi cũng đã giải tỏa được là đường 764, 765 và các cái địa bàn trọng điểm lấn chiếm lòng lề đường. Thì từ tình hình thực tế đó, chúng tôi đã thực hiện là kẻ vạch sơn để cho bà con thực hiện đúng theo các điểm được bán và không được lấn ra lòng lề đường, đảm bảo cái an toàn giao thông, không để xảy ra là tai nạn giao thông.
thời gian qua để giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại các khu vực đông dân cư trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn giải quyết dứt điểm việc người dân kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm tại các khu vực chợ truyền thống, hành lang các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ. Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các cái công an các đơn vị địa phương tổ chức giải tỏa các cái điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây ra là mất an toàn giao thông, phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng kiểm tra rà soát tất cả các biển báo đèn báo, rồi tổ chức duy tu sửa chữa các cái nâng cấp các cái mặt đường đã xuống cấp. Đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại các chợ, hành lang đường bộ sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo diện mạo mới trong xây dựng chợ văn minh, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục với chuyện qua chuyện này là các hoạt động kỷ niệm tri ân thầy cô nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2023 diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai. Tại huyện Nhân Trạch, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống lao động, học tập của các thế hệ nhà giáo đi trước. Đội ngũ nhà giáo huyện Nhân Trạch luôn tận tâm tận tụy với nghề và tất cả vì các em học sinh thân yêu. Những năm qua, huyện Nhân Trạch đã tập trung đầu tư xây dựng mới trường học và trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 41 trên 43 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 95%, đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có hơn 51.700 học sinh đến từ 4 bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước. Hàng năm có trên 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Dịp này, huyện Nhân Trạch đã tặng quà tri ân 4 nhà giáo ưu tú đã nghỉ hưu có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục huyện. Mới đây, Hội Cựu Giáo chức Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức họp mặt truyền thống với sự tham dự của trên 200 thầy cô đã nghỉ hưu. Trong không khí trang trọng và vui tươi của ngày lễ kỷ niệm, các cựu thầy cô giáo mặc dù đã về hưu nhưng luôn nhớ đến ngày truyền thống và cùng nhau ôn lại Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thành lập từ năm 2007, trải qua 16 năm, tính đến nay, Hội Cựu Giáo chức huyện có gần 380 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội. Các thầy cô đã cùng nhau ôm lại những kỷ niệm xưa, tặng nhau những bài thơ tràn đầy cảm xúc, những bài ca, điệu nhạc miên man tình cảm và cùng nhau tưởng nhớ lại thời gian dạy học trong người. Giờ đây, các cựu giáo chức vui mừng vì ngành giáo dục huyện đã có nhiều chuyển biến đáng phấn khởi. Nhân dịp kỷ niệm, Hội Cựu Giáo chức đã kết nạp 22 hội viên mới, nâng tổng số lên gần 400 hội viên. Hội cũng đã tặng quà cho trên 30 nhà giáo, trao logo mừng thọ cho 36 hội viên có tuổi thọ từ trên 70 tuổi. Tối qua, tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đã diễn ra đêm văn nghệ với chủ đề Tri ân người lái đò thầm lặng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đêm văn nghệ đã đưa người xem đắm chìm trong những tiết mục dân ca, hát về quê hương, đất nước, những điệu nhạc sôi động, hiện đại, đặc biệt là những bài hát, múa về mái trường, về thầy cô giáo mến yêu, những khát vọng của tuổi trẻ trên bước đường tương lai. Các tiết mục thể hiện trong đêm văn nghệ tri ân người lái đò thầm lặng được các em học sinh và thầy cô giáo các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố dàn dựng công phu. Những lời ca tiếng hát vũ điệu trên sân khấu là món quà tinh thần ý nghĩa, lời tri ân sâu sắc gửi tới các thầy cô giáo, làm đẹp thêm giá trị nhân văn, tôn sư trọng đạo, thấm nhuần trong mỗi học sinh. Thưa quý vị, chân thành cởi mở, rất đỗi nhân hậu khi giao tiếp, nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm trong công việc chung là nhận xét của nhiều đồng nghiệp dành cho cô hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Long Khánh, cô Nguyễn Thị Lộc. Và chính những phẩm chất tốt đẹp đó mà cô Lộc luôn để lại những ấn tượng đẹp trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và mọi người xung quanh. 31 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Nguyễn Thị Lộc có 19 năm giữ vai trò là cán bộ quản lý, hiệu trưởng nhà trường. Dù ở cương vị nào cô cũng tận tâm với nghề,
phát huy được phẩm chất đáng quý của nhà giáo, khẳng định được năng lực uy tín trước tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Mặc dù mới về nhận công tác tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn chưa đầy một năm, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm vững vàng, cô đã góp phần quan trọng trong việc đưa chất lượng giáo dục nhà trường không ngừng đi lên, trở thành trường trung học cơ sở đứng trong top đầu của thành phố Long Khánh. Là người đứng đầu nhà trường, nhưng cô Lộc không bao giờ dùng mệnh lệnh để chỉ đạo công việc, mà luôn lắng nghe góp ý của mọi người trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Nhìn nhận thấu đáo mọi việc và giải quyết trên tinh thần dân chủ. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học thì tôi rất là chú trọng đến cái việc đẩy mạnh các hoạt động của tổ chuyên môn. Vì theo tôi, giáo viên chính là cái nhân tố rất là quan trọng để quyết định cái chất lượng giáo dục. Vì thế mà cái hoạt động chuyên môn của nhà trường đã đi vào nề nếp và không ngừng nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả khá cao. Tất cả các thầy cô trong nhà trường, kể cả người lao động đều luôn chấp hành tốt cái kỷ luật của nhà trường, tham gia đủ và nhiệt tình các hoạt động. Ai cũng có cái tâm trạng rất là vui vẻ, phấn khích khi làm việc và cái công việc đạt được hiệu quả khá cao. Dưới sự dẫn dắt của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Lộc, trong năm học 2022-2023 vừa qua, nhà trường đã có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp. Theo đó, trường đã tổ chức nhiều hoạt động được học sinh tham gia tích cực, được cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ, được ngành giáo dục đánh giá cao như ngày hội tiếng Anh, ngày hội STEM, lan tỏa phong trào vừa học vừa chơi hữu ích. Cùng với đó là tổ chức các câu lạc bộ em yêu khoa học, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ em yêu lịch sử, tạo nên một ngày hội trải nghiệm sáng tạo sôi nổi, xây dựng môi trường cảnh quan trường học khang trang, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho các em học tập vui chơi. Em thấy rất là tự hào khi mà được học ở trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và dẫn dắt bởi một cô hiệu trưởng rất là dễ gần, dễ mến. Mặc dù là cô mới về trường được gần một năm thôi, nhưng mà cô đã dẫn dắt trường đạt được những thành tựu nhất định. Ngoài ra thì cô cũng rất là dễ gần, luôn chăm lo cho các hoạt động phong trào từ cấp trường đến các cấp. Cô luôn động viên và khuyến khích học sinh một cách kịp thời. Đó là động lực, nguồn động lực to lớn để thầy và trò trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đạt được những thành tựu trong tương lai. Chưa đầy một năm về trường, nhưng mà cô cũng tạo được sự yêu mến, sự tin tưởng và nể trọng của tập thể. Thì tất cả các anh em ở trong nhà trường hiện tại là rất là tâm phục khẩu phục, chấp hành tốt cái kỷ luật của nhà trường và nhiệt tình tham gia các phong trào. Hiện nay thì giáo viên cũng đã an tâm để công tác rồi, và anh chị em ở trong trường thì luôn luôn có tâm trạng là vui tươi, phấn khích và làm việc rất hiệu quả. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Bản thân cô Nguyễn Thị Lộc đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh. Dự báo 3 đến 4 ngày tới, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta. Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài, thời tiết hanh khô, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 20 độ C. Miền Trung có thể xuất hiện mưa dông. Còn hôm nay, phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng vùng núi có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng, có nơi xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuần này, thời tiết ở Đồng Nai, mây thay đổi. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ. Hôm nay, 6 địa phương của Đồng Nai gồm Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Long Khánh, Cẩm Mỹ và Xuân Lộc, ngày có mưa rào, 5 địa phương còn lại không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ C. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Anh Phương và Minh Tâm một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.